Nếu có kẻ làm những điều phi nghĩa Trái nghịch đạo lý như sao Xem thủ đoạn độc ác là tài năng Nhấn tâm làm chuyện tàn ác độc hại Ngầm hại người lương thiện Ngầm khinh vua và cha mẹ Khinh rẻ thầy dạy Phản bội người mình phải phụng sự Lừa kẻ không hiểu biết Dèm bán bạn học Dối trá hư ngụy Công kích thân thuộc Ương bướng bất nhân Sử dụng những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn Đến chỗ này Tổng cộng có 7 đoạn nhỏ Chúng ta Phải nên luôn luôn cảnh giác Bảy sự việc này nếu như chúng ta tỉ mỉ mà phản tỉnh mà tư duy chúng ta đều phạm rồi chỉ là mức độ phạm có cạn sâu khác nhau phạm vi ảnh hưởng có rộng hẹp không như nhau đương nhiên kết tội quả báo cũng không như nhau tóm lại mà nói đây là ác nghiệp do ác nghiệp mới chiêu cảm thiên tai nhân họa vô số quả báo bất thiện nếu như chúng ta không thể phản tỉnh kiểm điểm thật kỹ sửa đổi làm mới từ căn bản Thì không chỉ đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu Mà còn sợ thân người cũng không thể giữ được rồi Phước báo nhân gian Thì càng không cần phải nói Đây là điều mà một người học phật trước tiên cần phải giác ngộ đoạn văn này chúng tôi vẫn chưa giảng xong hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ thứ sáu dối trá hư ngụy công kích thân thuộc hư là hư vọng không có căn cứ xác thực mà đã tùy tiện bàn luận dối trá trong chú giải nói là dùng quỷ kế gạt gẫm người khác là trá âm mưu ngụy kế lừa gạt đối với người khác dùng những cách thức dối đời trái lẽ thì gọi là ngụy hư ngụy làm người có thái độ như vậy có tâm thái như vậy hay nói cách khác không có chút thành ý nào hiện tại đích thực là như vậy không chỉ đối với xã hội đối với đại chúng không có chút thành ý nào mà đối với vợ con và cha mẹ của mình cũng không có chút thành ý tiến thêm bước để nói cũng có không thành ý đối với chính bản thân họ hiện tại là cái xã hội như vậy thì làm sao mà không gặp nạn chứ chúng ta muốn hỏi tại vì sao lại có loại tình trạng này tại vì sao có sự việc như vậy truy đến cội gốc là chúng ta đã bỏ mất đi giáo dục của thánh hiền cho nên mới rơi vào cái bước đường này chúng ta có may mắn tiếp nhận được một phần nhỏ của giáo dục thánh hiền. Chúng ta đối với đạo lý của thiện ác. Nhân quả của thiện ác có thể hiểu rõ một chút. Có được chút năng lực phân biệt thế nhưng tất nhiên năng lực này của chúng ta vẫn chưa đủ thế gian có rất nhiều sự việc tưởng như là đúng mà lại sai rất nhiều nhất là giống như những người ác ở chỗ này đã nói Tâm địa bất thiện Diện mạo hư ngụy Chúng ta rất khó nhìn thấy được Hư tình giả ý Ngày đến người thân thuộc Cũng công kích bơi móc Nhiễu hại họ hướng hộ người ngoài Chúng ta ở trong xã hội Gặp những sự việc này Có thể trách người sao Không thể nào Tỉ mỉ mà quan sát Họ làm được cũng không tệ Tại vì sao không tệ Tùy thuận phiền não tập khí Từ vô lượng kiếp của họ Tiên nhân bất thiện Cha mẹ không dạy họ Tôn trưởng không dạy họ Thầy không dạy họ Họ không phải thánh hiền trời xanh Cho nên họ làm ác là phải như vậy nếu họ không làm ác thì họ chính là phật bồ tát tái sanh không phải phạm phu người phàm thì có lý nào không làm ác chứ chúng ta có thể từ góc độ này mà quán sát tâm của chúng ta liền bình ngay tâm bình khí hòa trong đây liền sanh thấy được trí huệ vì mới đem chân tướng sự thật rõ ràng làm thế nào để cứu vãn những chúng sanh khổ nạn này vẫn là cái phương pháp cũ toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục thánh hiền đề xướng giáo dục phật đà cho dù có một số phê bình ác ý kháng cự nhiễu hại cũng không hề gì vì sao vậy họ vô tri họ đáng thương nếu như họ chân thật tường tận rồi tự nhiên họ liền sám hối họ liền quay đầu cho nên chúng ta đối với người không rõ lý người vô tri lấy thế pháp mà xem phải lượng thứ cho họ không nên trách cứ họ dùng cách nhìn của phật bồ tát để nhìn phải thương xót họ Phải cứu họ Hiện tại bạn đi cứu giúp họ Có những phương thức Họ không thể tiếp nhận Đó là do thiện căn phước đức của họ chưa đạt đến Cho nên cần phải dùng phương tiện khéo léo trước tiên phải bao dung phải khoan dung ngay đời này không cứu được thì đợi đời sau đời sau không cứu được thì đời sau nữa phật độ chúng sanh thủy chung không bỏ một người đến lúc nào chịu quay đầu thì đến lúc đó sẽ giúp đỡ họ nếu không thể quay đầu thì đứng ở bên cạnh nhìn chân thật là nhìn họ tạo nghiệp nhìn họ đọa lạc nhìn họ đọa địa ngục nhìn họ chịu vô số khổ vì sao vậy bạn nói thiện ngôn thiện ngữ đối với họ họ nghe không lọt vào tai họ không tin tưởng họ không thể tiếp nhận họ có phân biệt chấp trước kiên cố không phải phật bồ tát không giúp đỡ họ do chấp trước kiên cố của họ quá mạnh nghe không được lời thiện không thấy được việc thiện chân thật vì sao vậy tâm của họ là hư vọng Cái họ thấy được cũng là hư vọng Cho nên chân thành Đây là một sự việc quan trọng nhất Trong chú dạy nhỏ này Nêu ra cho chúng ta rất hay thành là đạo của trời suy nghĩ chân thành là đạo của người chúng ta tu học đem sự chân thành xếp ở vị trí thứ nhất có chân thành sau đó mới có thanh tịnh bình đẳng giác có thanh tịnh bình đẳng giác thì sau mới có đại từ đại bi Suy nghĩ chân thành Chính là trong Phật Pháp gọi là Phát Tâm Bồ Đề Thể của Tâm Bồ Đề Trên Kinh Quán Phô Lượng Thọ Phật Nói là Tâm Chí Thành Chân thành đến tột đỉnh Cây tâm này chính là tâm Bồ Đề Thâm tâm đại bi tâm là tác dụng của tâm Bồ đề. Tâm trí thành là thể tánh của tâm Bồ đề. Nếu chúng ta không phát ra tâm chân thành thì tâm Bồ đề từ đâu mà ra? Căn bản sẽ không có. Tâm chân thành là chân thật làm đến không lừa gạt chính mình, không lừa gạt chúng sanh. Đây là chân thành. Chỉ có tâm chân thành mới có thể tuân theo giáo huấn của Phật Lìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Nếu tâm không chân thành Thì phải quấy thiện ác Luôn luôn điên đảo Đềm ác xem thành thiện đem việc thiện xem thành quấy thấy sai rồi người như vậy ở thời đại hiện nay có không ít chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh xem có phải mình cũng là loại người này hay không không phản tỉnh không kiểm điểm bạn không thể nào nhận ra thì làm sao có thể quay đầu tự mình luôn cho rằng chính mình tu được không tệ tu được rất tốt đâu biết được việc mình làm chính là nghiệp tội của địa ngục Cho nên chúng ta dùng cảm ứng thiên Đây là ấn tổ dạy bảo chúng ta Dùng liễu phạm tứ huấn Dùng an sĩ toàn thư Mà là một cuộc nỗ lực Phản tỉnh kiểm điểm Ở ngay trong giáo huấn của Phật Chúng ta đặc biệt đề xướng Phá khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Ngày trước tôi đã từng giảng qua ba lần Hiện tại cũng có đồng tu Căn cứ theo băng ghi hình này Đem nó chỉnh lý thành văn tự cũng có chỗ đã in thành sách lưu thông bên ngoài những văn tự này tôi sẽ tìm thời gian để xem qua một lần sau khi tu đính mới có thể chính thức lưu thông những thứ này đều là giúp chúng ta cải ác hướng thiện làm thành nấc thang thứ nhất để chúng ta vào đạo tu học trong vận biên nói được rất hay chúng ta ngày nay xả bỏ lòng thành mà theo hư dối trá ngụy đây là trái như đạo trời đánh mất đạo người trong sáu cõi luân hồi cõi trời mất đi rồi cõi người mất đi rồi cái gì nghĩ xem còn nơi nào để đi chứ quả báo ở ba đường chúng ta làm sao có thể không cảnh giác sinh mạng của con người rất là mong manh trận động đất lớn ở đài loan là minh chứng cho lời giáo huấn của phật tên kinh phật nói cho chúng ta nghe quá nhiều mạng người vô thường cõi nước mong manh chúng ta cư ngụ ở trên địa cầu này phật thấy rất là nguy nan khó tránh được sự đổ dở khoa học gia có dự đoán ngay trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh nhỏ đường kính của các hành tinh nhỏ này có loại cả mười cây số có loại mấy mươi cây số một trăm cây số lớn nhỏ đều có nếu hành tinh nhỏ này gia vào địa cầu Địa cầu sẽ tan dở Tất cả sinh mạng trên địa cầu Trong khoảng sát na liền bị tiêu diệt hết Tình hình này đã có xảy ra hay chưa? Có Nhà sử học, nhà khảo cổ Nói với chúng ta Ngày trước trên địa cầu này Bị những hành tinh nhỏ này Vẫn không phải là quá lớn Đã từng gia chạm qua rồi Họ đã nói Ngày trước Những loài khủng long Bị tuyệt chủng trên địa cầu Là do nguyên nhân gì Hành tinh nhỏ đã đụng vào địa cầu Bề rộng của hành tinh nhỏ đó Không vượt quá 10 cây số Nếu như là mấy mươi cây số Vậy thì địa cầu đã dở tan rồi Rất là mong manh mạng người vô thường chúng ta ngày nay được thân người cư ngụ ở địa cầu này gặp được chánh pháp bạn mới biết được cơ duyên này thật khó được thật là đáng quý phật dạy chúng ta ngay trong một đời này phải nên làm những việc gì Phật nói Vạn ban tương bất hứa Duy hữu nghiệp tùy thân Những gì không thể mang theo Thì chúng ta phải buông xả Còn những gì mang đi được Thì chúng ta phải thật làm Những thứ nào có thể mang đi được vậy Nghiệp mà bạn tạo thì mang đi được Nghiệp tập chủng tử vĩnh viễn không mất Vì thì bạn tạo là ác nghiệp bạn sẽ mang đi tương lai biến thành quả báo ba đường bạn tạo là nghiệp thiện mang đi thì tương lai hưởng phước báo trời người cái này bạn mang đi được không thể mất đi phật gì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật chúng ta chính mình phải biết được nên chọn lựa như thế nào chúng ta phải nên chọn lấy nghiệp thiện đây là phật dạy chúng ta không những phải tu tất cả thiện hơn nữa phải lìa tướng mà tu thiện vì sao vậy lìa tướng tu thiện thì quả báo ở pháp giới phật ở pháp giới phật bồ tát chập tướng tu thiện thì quả báo ở pháp giới trời người phật từ bi đến tột đỉnh chúng ta tu thiện thì phải lìa tướng Không thể nào nhiễm trước Đối với thế xuất thế gian Pháp Ở mọi lúc ở mọi nơi Ngay trong tất cả cảnh duyên Thường phải giữ lấy tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là Ở tất cả các Pháp Không phân biệt không chấp trước Không khởi tâm không động niệm người thế gian mê ta không mê người thế gian không chịu làm ta đến làm lìa tướng tu thiện người thế gian không chịu làm người tường tận chịu làm người giác ngộ chịu làm các vị đồng thu buổi tối hôm qua chúng ta cùng nhau chung vui tết trung thu tôi đã nghe qua báo cáo của mọi người báo cáo của các vị cũng là sự giao phó đối với các vị cư sĩ hộ pháp mọi người đều phấn đấu nỗ lực như vậy dụng công tu học đây là chúng ta báo ân báo cái ân của thường trụ báo ân của hộ pháp báo ân của quốc gia báo ân của thí chủ Chúng ta là đang chăm chỉ làm Chúng ta phản tỉnh kiểm điểm Chúng ta làm như vậy vẫn chưa đủ Vẫn phải chăm chỉ nỗ lực Ấn tổ cả đời Đề xướng ba loại sách Liễu phạm tứ hướng Cảm ứng thiên vận biên An sĩ toàn thư Tôi dùng quyển này Chính là quyển của Ấn Tổ Hoàng Hóa Xã An Sĩ Toàn Thư Tổ sư Ngài Tâm từ bi khẩn thiết Biết được chúng sanh thế gian đời sau này Sẽ gặp phải Tai nạn to lớn phật kinh tuy là tốt nhưng người giảng ít người hiểu rõ không nhiều huống hồ có rất nhiều người còn hiểu lầm nghiêm trọng đối với phật pháp cho rằng phật giáo là tôn giáo cho nên tôn giáo cùng tôn giáo liền có đối lập cho nên tín đồ của các tôn giáo khác trên thế gian không sẵn lòng xem kinh phật cho nên ấn tổ dùng ba loại sách này ba loại này đều không phải là kinh điển phật giáo hy vọng nó có thể phổ cập có thể làm cho các tín đồ của tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận đây không phải là phật giáo chúng ta từ ngay chỗ này mà thể hội được khổ tâm của ấn tổ dùng ý của ngài là hy vọng tránh được sự nghi ngại của các tôn giáo để tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân đoạn tất cả ác tu tất cả thiện nếu như tâm hạnh bất thiện như mấy câu phía trước của cảm ứng thiên đã nói giữ cái tâm như vậy có loại ý niệm này đối nhân xử thế tiếp vật lời nói chỗ này đã nói rất hay cái tâm ấy quá nhọc nhằn câu nói này nói vọng niệm của họ rất nhiều Ngày ngày đang lao tâm Chuyện ấy quá nguy hiểm Họ làm ra những sự việc rất là nguy hiểm Chính là tướng trạng bạc phước nhất trong thiên hạ Mấy câu này Các đồng tu chúng ta phải đem nó học thuộc lòng Văn không dài nên học cho thuộc lòng từ phi nghĩa nhi động bội lý nhi hành đến can cường bất nhân ngoan lệ tự dụng phải đem đoạn nhỏ này học thuộc mỗi giờ mỗi phút phản tỉnh ngày trước tôi khuyến khích đồng tu đem cảm ứng thiên phụ lục vào thời khóa tối khi làm xong thời khóa tối thì đọc qua một lần cảm ứng thiên chúng ta có phải như cổ đức đã nói chính là tướng trạng bạc phước nhất trong thiên hạ hay không vô phước vậy thì nếu như lật ngược lại Ngày nay chúng ta đề xướng Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi Giữ được cái tâm như vậy Nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm Phật Làm được cái việc như vậy Thì đó là người phước dậy đệ nhất trong thiên hạ rồi Chúng ta có phước dày hay phước mỏng Đều ở trong một niệm của chính mình Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Mỗi giờ mỗi phút phải để ở trong tâm Đem cái tướng phước mỏng phải đoạn dứt chăm chỉ mà tu phước dậy không có phước báo thì không thể giúp chúng sanh cho dù giúp chúng sanh cũng là không thể đến nơi đến chốn cũng là làm sai việc Cho nên hai câu nói Cái tâm ấy quá nhọc nhằn Chuyện ấy quá nguy hiểm Nói rất có đạo lý Chẳng vào tam ác đạo Thì sẽ đi về đâu Loài người này không đọa vào ba đường ác Thì họ còn đi đến nơi nào chứ Chắc chắn là đọa ba đường ác Các vị đồng học Cuốn chư vô thức Bán chư đồng học Hư vô trá ngụy Công kiếp tông thân Đoạn này Là Căn nguyên của các ác Mà ở xã hội ngày nay Gần như Trên toàn thế giới Chúng ta Ở nơi đâu Bất cứ lúc nào cũng đều có thể thấy được thậm chí chính mình bình lặng mà phản tỉnh mấy câu này chúng ta có câu nào mà không phạm phải cho nên xã hội ngày nay động loạn bất an thiên tai nhân họa Mà trên Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm thứ 33 Phật nói được rất hay Tiên nhân vô tri Mất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Bạn làm sao có thể trách họ chứ chân tướng của sự thật chỉ có phật thấy được rõ ràng thấy được thấu triệt phật chân thật là từ bi đến cùng cực nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp thọ báo dùng bi tâm vô tận để dạy bảo họ ngay trong dạng ức người mà chân thật có thể quay đầu chẳng qua là hai ba người mà thôi cho nên cổ thánh tiên hiền các vị đọc điển tích của họ mới sâu sắc hiểu được nỗi khổ tâm của họ Thế Tôn và Khổng Tử Trong một đời theo được công tác giáo dục Không phải là mấy câu nói trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói hay sao? Ai có thể dạy, người tương tận có thể dạy Người tương tận tất nhiên là số ít Người mê quạt là đa số Người thế gian Thời gian thân cận thiện tri thức ít Chúng ta thân cận lão sư Tất nhiên thời gian ở chung với lão sư ít Mà thời gian ở chung với bạn học thì dài tri kiến của bạn học cũng gần giống với chúng ta một số lỗi lầm đã phạm chính mình tuyệt nhiên không biết còn cho rằng hành vi tạo tác của chính mình đều là chính xác tin nghe bạn học mà không thể nào tôn trọng lão sư lão sư tôn trưởng tất nhiên là người từng trải nếu như có nghi hoặc phải nên thỉnh giáo lão sư có trách nhiệm giúp chúng ta phá mê khai ngộ mấy câu này tổng cộng phân thành bảy đoạn nhỏ chúng ta đọc đến đoạn nhỏ thứ sáu hư vu trá ngụy công kiết tông thân tôi đọc tám chữ này cảm khái vô hạn tôi cảm thấy tám chữ này là nói ra căn bản của thiên tai nhân họa ngày nay của chúng ta. Đoạn này tôi đã giảng qua mấy lần. Thế nhưng tôi cảm thấy không thể không nói nhiều lần. Người phàm phu Ngày ngày đọc kinh Ngày ngày nghe kinh Mà phiền não tập khí của chúng ta Không thể chuyển đổi lại Cho nên tôi sâu sắc hiểu rõ Thế tồn tại vì sao phải giảng kinh nói Pháp 49 năm 49 năm mà có thể chuyển đổi lại Thì đều là người rất giỏi rồi làm gì mà nghe kinh có ba đến năm năm thì có thể chuyển đổi lại được chứ vào thời xưa thì có hiện tại thì không có bạn cùng học với tôi rất nhiều có tám năm cũng có mười năm hai mươi năm nhưng có chuyển đổi được hay không tỉ mỉ quan sát chưa thể chuyển đổi được Chúng ta chính minh nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm có chuyển đổi được hay không? Tôi học Phật 47 năm rồi. Giảng kinh 40 năm. Mới chỉ có thể chuyển đổi được chút ít. tuyệt nhiên chưa chuyển đổi được một phần trăm nếu chuyển đổi được trăm phần trăm thì thành phật rồi do đây có thể biết sự việc này thật khó cho nên gần đây tôi đọc kinh luận này chọn lọc và giảng tỉ mỉ đạo lý chính ngay chỗ này trong chú giải Nói rõ cho chúng ta biết Hư là gì Hư là hư vọng khinh mạng vô căn cứ thì là hư Trong Phật Pháp gọi là giáo ngôn Không có căn cứ Có thể tin hay không người tin rất nhiều mọi người đều tin nghe dường như họ nói là thật vậy đặt điều sanh sự toàn là vô căn cứ hoàn toàn dựa vào sự phỏng đoán của chính mình Dựa vào vọng tưởng của chính mình Sự thật có rất nhiều chỗ Không phải người tri thức nông cạn Như chúng ta có thể thấy ra được Có một số việc nhỏ và cạn cợt còn dễ thấy Mọi người có thể vừa nhìn liên tường tận Dầu sâu thêm một tầng thì không thấy được rồi đem thiện cho là ác đem ác cho là thiện thiện ác phải quấy tà chánh điên đảo quá nhiều quá nhiều cho nên đại chúng ngày nay trong tâm của các đồng tu làm thế nào xây dựng một tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Phật đã xây dựng cho ta rồi Chúng ta không tường tận Chúng ta không tuân thủ Vẫn cứ là như phải mà quấy Nghe theo lời sằng bẫy Tôi ngay đời này gặp được người sáng suốt Tôi ở chung với hạt quán trưởng Trong 40 năm có lời thị phi hay không Rất nhiều Bà nghe những lời thị phi này thì thế nào Bà đến hỏi tôi Có người nói lời thị phi với tôi Bà đến hỏi tôi Sự việc này là thật hay là giả Đây là một người thông minh Không phải là người hồ đồ người hồ đồ nghe theo lời bịa đặt sẽ không đến hỏi tôi hòa liền rời khỏi rất dễ dàng đến khi làm cho rõ ràng rồi thì hối hận không kịp nữa trong việc này có rất nhiều người như vậy đặt điều sanh sự mục đích là gì những thí dụ như thế này chúng ta ở trong xã hội hiện tại xem thấy được quá nhiều quá nhiều nhỏ là cá nhân lớn là đoàn thể căn nguyên đều là tự tư tự lợi lời nói việc làm đều là tổn người lợi mình kỳ thực họ không rõ ràng chân lý tổn người chắc chắn không lợi mình chỉ có lợi người mới là chân thật lợi mình cảm ứng thiên pháp sư ấn hoàng đặc biệt in ấn ra làm thành giáo huấn duy nhất cứu giúp chúng sanh thời mạt pháp chúng ta ngày ngày phải đọc ngày ngày phải nghiên cứu thảo luận thâm giải nghĩa thú chăm chỉ nỗ lực phụng hành Sinh mạng của con người rất là mong manh Động đất lớn ở Đài Loan, các gì đều thấy được rất rõ ràng Khoảng trong mấy giây là sinh mạng và tài sản liệt tiêu tan Có rất nhiều người cả nhà đều bị mất mạng ở trong tai nạn này Thời gian chỉ có mấy giây thôi Họ đã gặp phải rồi Có thể bảo đảm chính chúng ta không gặp hay không Nghĩ đến chỗ này Chúng ta mới hiểu là Đại sứ Ấn Quang Tại vì sao thường hay đem chữ chết Để ở ngay trước mặt mình Phật đường của Đại sư Ngài Không giống như Phật đường của người khác Ngay giữa Phật đường treo một chữ chết thật to Bên dưới chữ chết là thờ một tôn tượng a di Đà Phật Ngày ngày nghĩ đến Bất cứ giờ phút nào Cũng đều có thể chết Khi chết rồi thì làm sao đây? Người thông minh có cái nhìn trước sau không nghĩ đến đời này mà phải nghĩ đến đời sau con người này mới là chân thật có trí huệ sau khi chết thì đi về đâu đây gọi là diệt lớn tử sanh Trên kinh luận dạy chúng ta Vạn ban tương bất khứ Duy hữu nghiệp tùy thân Cho nên trồng nhân thiện Ác được quả thiện Tạo nghiệp ác nhất định có khổ báo Như thế nào thì gọi là thiện Phàm hãy làm lợi ích chúng sanh là thiện Phàm hãy lợi ích cho chính mình thì là ác đạo lý này chúng ta đã nói quá nhiều rồi con người tại vì sao hư vọng xảo trá dối gạt đều là gì tự tư tự lợi nên mới tạo ra các ác nghiệp này câu thứ hai nói sằng bậy đặt chuyện nói xấu miệt thị là vô là hãm hại người dùng quỷ kế gạt gẫm người khác là trá dùng những cách thức dối đời trái lẽ thì gọi là ngụy hư ngụy ngài nói ra bốn chữ phía sau nói Phân ngôn tắc tứ Phân chia ra để nói là bốn chữ này Hợp lại và nói chính là Tâm không chân thành Không thành vậy Hay nói cách khác Chân thành Chính là răng trừ Hư vu trá ngụy Đây mới gọi là chân thành nếu còn có ý niệm này tồn tại thì bạn không thành rồi thành giả thiên nhân chi đạo giả chữ thiên này ở trong phật pháp nói chính là chân tâm chính là bổn tánh thành là chân tâm thành là tự tánh tự thành giả nhân chi đạo giả thường hay nghĩ chân thành thường hay nhớ chân thành thường học chân thành nhân đạo cái nhân đạo này là bồ tát đạo quả nhiên chúng ta giữ tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi thì chư phật hộ niệm long thiên thiện thần bảo hộ Một số đồng tu Singapore nghe được sự gì cảm ứng của cư sĩ Tệ Ở Đông Thiên Mục Sơn Đều lo sợ không dám lên núi Nguyên nhân là gì? Tâm không thành Có nên đến nơi đó để tu hành hay không? Nên Ta muốn học Phật Ta muốn cầu sanh tịnh độ Thì ta nhất định phải lên núi Ta không muốn cầu sanh tịnh độ Ta vẫn muốn luân hồi sáu cõi Ta vẫn muốn đọa lạc ba đường Thì ta không nên đi Đây là sự việc rất rõ ràng Bày ra ngay trước mắt Bạn không dám đi Bạn chính là chúng sanh của ba đường ác bạn dám đi bạn chính là chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ muốn thấy a di đà phật vấn đề chính là tâm của bạn là chân tâm hay là giả tâm quá rõ ràng rồi trong tiểu chú nói được rất hay ngày nay chúng ta xả bỏ chân thành làm ra cái gì hư vu trá ngụy đây là nghịch thiên là trái nghịch thiên đạo mất đi nhân đạo mất đi nhân đạo rồi cái tâm ấy quá nhọc nhằn trong tâm lo lắng lao tâm chuyện ấy quá nguy hiểm, cái chuyện này là gì? Bình thường bạn đối nhân xử thế tiếp vật. Bạn làm những việc nguy này. Nguy hiểm. Kết luận sao cục nói chính là tướng trạng bạc phước nhất trong thiên hạ, không có phước báo. thiên hạ bạc phước mấy không thể hơn chỗ này chẳng vào tam ác đạo thì sẽ đi về đâu loại người này không đọa lạc ba đường ác thì họ đi được đến nơi nào mấy câu nói này đáng để chúng ta sâu sắc phản tỉnh Xã hội hiện nay Pháp nhược ma cường Trong thanh tịnh minh hối Của Kinh Lăng Nghiêm đã nói Chính là nói cái xã hội trước mắt của chúng ta Tà sư nói Pháp nhiều như các sông hằng Thế nào là tà sư? Phạm hệ nói ra những lời cho bạn nghe mà trái lý trái giới tánh đức thì những người đó chính là tà sư thật quá nhiều quá nhiều mỗi ngày bạn đã tiếp xúc đều là như vậy Có mấy người dạy bạn hành thiện Có mấy người nhận thức được cái gì là chân thiện Cái gì là giả thiện Trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói rất hay Thiện có chân giả Có tà chánh có tròn méo có lớn nhỏ có mấy người có thể nhận thức được rõ ràng do nguyên nhân gì không đọc sách thánh hiền không thân cận thiện tri thức vào thời xưa Người đi học thường nói Ba ngày không đọc sách thánh hiền Mặt mũi liền khó coi Từ trong câu nói này Chúng ta thể hội được tập khí của chúng ta Là nghiêm trọng đến như vậy Ba ngày không tiếp xúc sách thánh hiền Tâm bệnh tập khí lại hiện tiền lại xuất hiện ngay chúng ta nghĩ xem công lực của người xưa tu học còn có thể khống chế được ba ngày công lực của người hiện tại e là không thể khống chế được ba giờ là thật một mặt độc, một mặt đang giảng Một mặt vẫn nghĩ tưởng sằng bậy Đây chính là không thì khống chế được Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn là như vậy Vẫn muốn tạo tội nghiệp Vậy bạn liền biết được phiền não tập khí nghiêm trọng đến mức độ nào cho nên không đọc kinh thì làm sao được chứ ngày ngày đọc dơ dơ đọc trừ khi chính mình có công việc khi buông được công việc thì liền phải mở quyển kinh ra rất đáng lo không nên cho rằng học Phật học tịnh độ rồi tương lai chắc chắn có thể giảng sanh thiên mục sơn còn không dám đi giảng sanh được hay sao chính mình phải rõ ràng phải tường tận các vị nghe cư sĩ tề giảng quỷ thần của thiên mục sơn đều mong muốn được nghe kinh đều hy vọng thời gian nghe kinh dài một chút ngày ngày mở băng ghi hình nhưng họ vẫn cảm thấy không đủ thời gian không đủ sau khi chúng ta nghe rồi có cảm tưởng gì tôi nghĩ đại đa số sau khi nghe rồi vẫn thơ như người gỗ không hề để ý sau khi tôi nghe rồi cảm xúc rất sâu sắc khi không có công việc khi không có người đến tìm tôi thì tôi đọc kinh mỗi giờ mỗi phút không dám buông lơi các vị cầu là quả báo hiện đời tôi thì cầu là hy vọng đời sau thân cận a di đà phật không mong cầu thứ gì của thế gian này tất cả tùy duyên hành thuận chúng sanh tùy hỷ công đức chúng ta ở cái thế gian này sống một ngày cũng tốt sống hai ngày cũng tốt thế nào cũng tốt mọi thứ tùy duyên quyết không có chấp trước quyết không có dục vọng của chính mình sống thêm một ngày thì giúp đỡ chúng sanh thêm một ngày mặc họ có làm theo hay không trai lại sống một ngày thì làm một ngày ngạn ngữ thường nói làm hòa thượng một ngày đánh chuông một ngày đem bổn phận của chính chúng ta làm cho được tròn đầy viên mãn thì chính là công đức viên mãn rồi